Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay á, nhà em đi dự tiệc đám cưới ở trên thành phố Bàn Cẩm mà trời mưa lớn lắm luôn, cho nên á, là nhà em không có tự lái xe ô tô điện đi được, với lại đường xa nè, rồi trời mưa nữa, cho nên là nhờ chị dâu họ, chị chở đi giùm luôn. Với lại á, thì chồng của chị á, cũng mắc công chuyện rồi không có đi được, cho nên có một mình chị đi à, rồi chị chở gia đình em 4 người. Tính ra cũng xịn ghê ha cả nhà, mình 4 người mà quá gian xe một người, giống như là kêu người ta làm tài xế giùm cho mình luôn. Hôm nay á, là trời đúng một tuần mưa tầm tã luôn, cho nên á, là ngày nào cũng mưa. Giờ này á, là 6 giờ sáng là gia đình em đã đi tới đây rồi nè. Do là đường xa thì tranh thủ dậy rất là sớm, từ 5 giờ mấy. Nghe nói thì tiệc chuẩn bị đám cưới là 8 giờ. Biết rằng hải xô ở châu sư trên thiên gãy mama hoa tròn, hoa xả rồi. Chào sang xí liền hay xí bu chí đó. Hải xô hoa tròn. Chưa thay chảo lờ. Thay băng, thay chẳng chí, thay chảo lờ. Tới rồi nè ông bà cô chú. Mà dì Út thì dì Út đi riêng rồi. Chị họ, chị này á, anh họ rồi cưới chị này, kiểu như là chị dâu họ thôi. Chị chở gia đình em đi luôn. Ở đây á, là thành phố Cẩm Châu. Này trên thành phố nên là người ta tổ chức hôn lễ rồi là tổ chức ở trên mấy cái giống như là khách sạn hoặc là nhà hàng á. Na bên mặn đây bị sai cửa. Nhà em tới là 7 giờ sáng. Ở đây có 2 người sẵn ở trong dòng họ, nhưng mà không biết đường nào để mà mở đèn luôn, tối thui à. Ở dưới tháp băng lì cho chơi lì. Trang trí đẹp quá trời đẹp. Cô dâu đẹp quá trời đẹp. Làm gì chậu vậy sao? Sang điện sư à. Chỗ đối diện với lại bên đây, lát nữa em quay cô dâu chú rể. Ni hao ta chim à. Đây là chị dâu cả, chị dâu lớn của mẹ chồng em nè. Vậy là em kêu bằng mợ lớn nha ông bà cô chú. Mợ này nói là bữa trước có người trong thôn mợ là nói là đi siêu thị là gặp em ở bên đó. Ni hao. Mến bái.
trên ná bia à? Ná bia ná cao xuân ná cao xuân mà ná ná cao xuân ngoài xuân quả bùi chưa đau quả mấy phân đau rồi ừ. Ta số ta số ta phong đau như nát rắn sao? Hôm nay lễ cưới tổ chức là cho cháu trai của cậu lớn. Nếu mà theo vai vế thì chú rể hôm nay gọi cái người đang nói chuyện với là A Sải là bà nội nè. Ở bên này mấy cái tiệc mừng nhà mới hoặc là tiệc đám cưới, nói chung là bất cứ tiệc gì, người ta sẽ có một cái cuốn sổ để mà ghi lại cái tiền mà người trước đã đi mừng cho mình bao nhiêu. Rồi khi nào mà nhà mình cần đi trả lại thì sẽ dỡ sổ ra, rồi đi đúng với lại giá tiền mà mình đã ghi ở trong sổ. Rồng rồng với thêm sông của trên nông thôn đã buộc sẵn không quăng rồi chưa thôi hãy cho anh đi chơi bài thật thôi mà. Đây là đại diện của nhà hàng Ăn. Tiệc của nhà hàng. Sẽ đâu gì quay chuẩn lý họ. Như xin cha nóng xuân như sống rảnh hả? Lâu rồi hả? Hả? Lâu rồi hả? Ừ. Nên là ta ta chưa có nhà có chưa gì. Ừ. Là quán sở. Ừ. Tính ra dòng họ với nhau mà ít qua lại với nhau thì tình cảm nó cũng nhạt nhòa còn hơn là bạn bè hoặc là người hàng xóm nữa. Bữa nay A Sải gặp anh họ là con của cậu cả thì anh đó hỏi A Sải thì đợt này là như thế nào, rồi hiện tại thì đang sống ở đâu. Vừa nghe A Sải nói là về lại nông thôn, anh hỏi là có đi nữa không, rồi A Sải nói không đi nữa. Rồi vừa nghe thấy A Sải về nông thôn ở là im luôn, không thèm nói chuyện với A Sải luôn. Đôi khi mình thấy là có lúc thì mình làm ăn có lúc thì mình thất bại. Nhưng mà chính những người mà thân thiết hoặc là gần với mình nhất là những người mà che cười mình đầu tiên luôn. Nhà em thì ai cũng đi 300 tệ là 1.050.000. Vì đợt trước nhà em tổ chức tiệc thì bên đây cũng đi cho nhà em là 300 tệ. Còn bên chị dâu họ thì đi 500, bây giờ phải trả lại 500. Nói chung bên này là tiền mừng là cũng giống như là mượn trước và trả sau rồi đó cả nhà. Thì ai đi bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, giống y chang ở Việt Nam mình luôn. Màn hình ở trên máy á, ví dụ như trong tivi hoặc là trên mấy cái màn hình chiếu đám cưới vậy mình quay không có khi nào rõ đâu bà cô chú.
tại vì nó hình như là không có cùng tần số, kiểu như là camera thường của iPhone á, cho nên là chỉ cần thông qua điện thoại quay lại một cái là nó không có rõ. Đây là hình cưới của cô dâu nè. Trước khi hôn lễ tiến hành thì người ta có quay một cái đoạn video. Sáng nay thì nhà trai qua bên nhà gái rước dâu, rồi chiếu trên cái màn hình TV nhỏ như vậy nè. Đây là một cái lễ cưới hiện tại mà gái Trung Quốc, gái chỉ đa số là ai cũng sẽ làm như vậy. Ngoài ra thì còn phải nạp tài, nhà cửa với lại xe cộ rồi vàng vòng nữa. Do là cô gái này đã có bầu trước cho nên là cưới cũng hơi gấp. Bữa trước khi cưới là anh họ phải chuẩn bị một căn nhà chung cư ở trên thành phố Cẩm Châu này, 45 vạn, là 1.6 tỷ nè, rồi phải nạp tài thêm 15 vạn, là 500 triệu tiền Việt mình, với lại là vàng vòng 3 loại đầy đủ nữa. Vàng vòng 3 loại đầy đủ này hình như là châm cài đầu hoặc có thể là trang sức hoặc là còng gì đó thì em không có biết, nhưng mà người ta gọi là sang chinh, là 3 loại vàng vòng. Tính sơ sơ là cái đám cưới này là anh họ phải tốn ít nhất là nằm 2 tỷ mấy, gần 2 tỷ rưỡi mới rước được cô con dâu này về nè. Lúc nãy thì ở bên nhà gái, còn bây giờ là qua bên nhà trai nè. Tiệc mời khách đi đường xa là tầm 8 giờ sáng, 8:58 là bắt đầu làm lễ. Em nghĩ chắc là đã coi giờ lành rồi á. Hôm nay đến đài xa của Trang Trang Xiao Yuan, 我希望我能记清楚, 也希望即将登台的景硕, 怀着久久的期待, 带着心中的妄想, 这个男孩走向自己的人生舞台, 为了这一天, 他真的期盼了无数个人, 也跟到我发现, 欢迎大家来吧, 我们的张子欣啊, 我觉得心情非常好，每一个晨曦的黎明，又或是每一个户外的黄昏，都会是脚下的这条路，在未来 也将会充满着生机。今天，你们两位来到这一方幸福的舞台，接受着大家的检阅，也接纳着现场每一位朋友送来的一份美好祝福，真心和爱心都交给他。伴娘可以退场了，谢谢，感谢你为本场婚礼的付出。 新娘同样也可以翻转手背，为新郎佩戴婚戒。从此，他的各位，谢谢。来到舞台上面，站到各自儿女的身旁，新郎和家长站到新娘的这一边，新娘的家长站到新娘的这一边，让我们全家人依次站好，接受大家的检阅，也接纳现场每一位朋友送来的一份美好祝福。 在这样一个庆祝时刻，他们一定有很多的心里话要对大家们。你们好，尊敬的各位来宾、各位亲朋好友，你们好！感谢大家参加往日张景硕和儿媳王新月的婚礼，我代表我们参加对大家表示 衷心的感谢和热烈的欢迎。在这喜庆的日子里，我感谢亲家把有文化、有文化又温柔大方的女儿，也感谢对我儿子的信任。 Ở bên này thì em thấy tổ chức tiệc cưới là người ta đa số đi tiền mừng, hoặc là người ta sẽ quét mã qua WeChat chuyển khoản cho hồng bao á.
chứ người ta không có lên sân khấu cho vàng vòng như là ở Việt Nam mình, và cả ba mẹ hai bên á cũng không có lên sân khấu cho vàng, mà tiền sính lễ rồi tiền nhà cửa nè hoặc tiền xe á thì đã âm thầm lo hết rồi, cho nên là ở trên sân khấu thì không có nhắc đến mấy cái vấn đề này. Và làm lễ ở trên sân khấu á thì người ta chỉ làm lễ đơn giản là lên chào quan họ hai bên, với lại là nói vài câu tốt đẹp vậy thôi, xong là bưng đồ ăn ra ăn luôn. MC á thì cũng chỉ dẫn chương trình là xong nha, chứ lát nữa thì cũng không có ai nhảy múa hay là hát gì hết trơn á. Dẫn chương trình xong là tập trung ăn xong rồi 15 phút là đi về mất tiêu. Tiệc ở trên thành phố nếu như mà mình muốn tổ chức mà đặt bàn ăn rỉ một chút tầm khoảng 600 tệ một bàn, là tầm khoảng 2 triệu mốt cũng được. Nhưng mà ở trên thành phố mà đặt giá 600 tệ là bàn tiệc nhìn đồ ăn không có cái gì ngon hết trơn á, nhìn rất là nản luôn, mẹ chồng em đã từng đi qua rồi. Còn bàn tiệc như vậy á thì đồ ăn rất là thịnh soạn, có hải sản này kia. Mình thấy cả bàn ăn á thì cũng đầy đủ mười mấy món. Và giá bàn tiệc này á thì tầm khoảng 1.000+ tệ, tầm khoảng 3.5 triệu đến 4 triệu tiền Việt mình á cả nhà. Đây là giá ở nhà hàng. Em thấy con gà ở đây á làm giống như là gà ủ muối hoa tiêu. Cái này cũng giống như là một cách nấu ăn mới. Chứ bình thường mà mình đi tiệc ở Trung Quốc á, là ở nông thôn thì đa số là toàn là gà ướp cái gia vị gì mà cái màu sẫm xì, giống như màu xá xíu á cả nhà. Tổ chức cái lễ cưới này á thì anh họ cũng phải mượn thêm tiền bên họ hàng, chứ không phải là tiền trong túi mà có thể lo được hết. Lúc trước á thì hai anh chị á làm ăn cũng có lắm, nhưng mà do là cái cậu con trai này cũng là con trai một, cho nên là cũng đã phá hết một khoản tiền rất là lớn, mấy đợt như vậy luôn á. Rồi đùng một cái là có bầu, cho nên là cưới gấp, thành ra là anh với lại chị họ cũng lo đuối luôn. Ở bên đây tiệc đám cưới á, người ta tổ chức đơn giản khác mình lắm ông bà cô chú. Không có cái bước mà ba mẹ chồng hoặc là dòng họ lên trên sân khấu chào vàng. Tại đa số thì hình như là nạp tài sính lễ rồi là hình như là đáp ngày đám hỏi là đã nạp rồi hay sao á. Cho nên là đám cưới chỉ lên á là uống rượu chúc mừng thôi, chứ không có giống như ở Việt Nam mình lên trên lễ là lên sân khấu làm lễ lâu. Em thấy là lên sân khấu làm lễ rất là đơn giản. Thì mẹ chồng em nói là bàn tiệc hồi nãy á là tầm khoảng hơn 1.000+ tệ, thì tính qua tiền Việt mình thì tầm khoảng hơn 3.5 triệu tới 4 triệu á cả nhà. Vậy tính ra cái giá này thì cũng giống như là giá một bàn tiệc ở Việt Nam mình mà mình đi tiệc ở nông thôn người ta tổ chức ha.
Tại ở chỗ em nông thôn bây giờ tổ chức mà tiệc thấp nhất thì cũng hình như là 200 mấy rồi, 270 hay sao đó. Thì bên này thì thành phố người ta tổ chức nó chỉnh chậm với đồ ăn nó ngon hơn, hải sản rồi này kia nó nhiều cho nên là giá đó. Còn ở nông thôn á là vẫn là giá 400 tệ một bàn, là 1.400.000 tiền Việt mình một bàn mà có tới 17 món đó. Hồi nãy ở đây là thành phố cho nên là người ta tổ chức đồ ăn nó sang hơn chút, với lại giá cả cũng đắt hơn, nhưng mà nó cũng đẹp đó ông bà cô chú. Về nhà em ăn tiệc xong thì đi về. Giờ người ta cũng tàn tiệc xong rồi người ta cũng bắt đầu đi về. Chú xỉn biên nè, xảo trượt nè, thật khai chơi chú lại nè. Hồi dì Út còn xách dưa lê cho nhà em nữa, cái bịch dưa lê nè. À xảy thay đâu có khăn chén nè. Thay đâu. Vậy là lúc đi thì dầm mưa tầm tã hơn 50 km, hơn là lúc về thì trời nắng nhìn rõ thấy đường, xe cũng dễ chạy hơn. Chứ trời mưa tầm tã mà chạy ngoài đường cũng nguy hiểm lắm ông bà cô chú. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã cùng gia đình em đi ăn lễ cưới hôm nay nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú mình ở video tiếp theo vào ngày mai. Nị ná ba, nị ná ba. Lau dí lau ná lại. Ngồi lên. Nị chú ý ăn xoàn à. Bye bye nị. Bye bye.